phúc lắng động lời Chúa. Thứ năm tuần 25 thường niên, Luca chương 9 câu 7 tới câu 9. Lời Chúa: ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Luca chương 9 câu 9. Câu chuyện minh họa: thành phố nọ vừa mới xây dựng một tượng đài biểu dương một nhân vật nổi tiếng. Ngày kia có một người lạ mặt đến thành phố. Ông gặp một đám trẻ đang chơi đùa nơi cổng thành, hỏi chúng đường đi đến tượng đài. Đám trẻ nhanh nhậu chỉ đường cho vị khách lạ và ông tiếp tục đi. Được một quãng, ông gặp một người đàn ông đi ngược chiều với mình. Ông lại hỏi thăm đường đi đến tượng đài. Tượng đài ư? Chính tôi là người đầu tiên nêu sáng kiến xây dựng tượng đài ấy. Người đàn ông rất hãnh diện khoe khoang rồi chỉ đường cho người khách lạ. Người khách lạ tiếp tục rảo bước. Được một quãng, ông lại gặp một tôn ông khác trên đường, và một lần nữa ông lại hỏi thăm đường. Ồ, tượng đài, tôi rành quá đi chứ, bác biết không, chính tôi là chủ hầu đã xây dựng nên nó. Đây, bác đi theo ngã này. Cuối cùng người khách lạ tìm thấy được tượng đài. Ông nhìn lên bức tượng, ra chiều nghĩ ngợi rất lung. Một lát sau ông quay gót trở lui. Khi vị khách lạ ra đến cổng thành, một trong những đứa trẻ chơi đùa ở đó nhìn chằm chằm lên khuôn mặt ông, rồi kêu lên với đám bạn của nó: chú mày ơi, nhìn kìa, bác ấy chính là người của bức tượng đấy. Quả vậy, người ta đã ca tụng ông, đã xây tượng đài để tôn vinh ông. Nhưng khi gặp ông rảo bước trên đường và nói chuyện với ông mặt đối mặt, họ đã không nhận biết ông. Suy niệm: trong cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng vậy. Chúng ta ca tụng Thiên Chúa, nói về Chúa, nhưng chúng ta không nhận ra Chúa là ai, cũng không thấy Chúa đang hiện diện trong tha nhân. Ngày xưa có nhiều dư luận về Chúa Giêsu, người ta đã không biết thực chất Đức Giêsu là ai, và các môn đệ đã ra đi làm chứng về điều đó. Ngày nay chúng ta phải làm gì để làm chứng cho Chúa? Herode tìm cách gặp Chúa Giêsu để giải đáp một thắc mắc và để thỏa mãn một sự tò mò. Phần chúng ta tìm gặp Chúa Giêsu để xin ơn, như thế có đủ và đúng chưa? Trong thinh lặng của cõi lòng mọi người, chúng ta hãy tự trả lời cho Chúa: chúng ta tìm gặp Chúa để làm gì, và xin Chúa giúp chúng ta mở